Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Núi xuất hiện vết nứt lớn, tức tốc di dời một trường mầm non và các hộ dân lân cận. Tháng 9 âm lịch, từng đoàn cá trích kéo về vùng biển Phú Quốc, một nguồn lợi lớn cho người dân. Vận chuyển hơn 2 kg ma túy ra miền Trung tiêu thụ, đối tượng cộng cán xa lưới công an Đà Nẵng. Janice Sinner đủ điểm để kết thúc năm 2024 với vị trí số 1 thế giới. Thưa quý vị, tại Quảng Ngãi, một điểm trường mầm non cùng nhiều hộ dân đang hết sức bất an, bởi trên đầu họ lơ lửng nguy cơ sạt lở đất bất cứ lúc nào khi núi Mang Cà Muồn xuất hiện vết nứt lớn. Chính quyền địa phương đã tức tốc triển khai phương án ứng phó. Điểm trường thôn Nước Tang, trường mầm non Hướng Dương, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, có 27 học sinh theo học. Tất cả đều đã được di dời đến nơi học tạm khi ngọn núi Mang Cà Muồn xuất hiện vết nứt dài hơn 60 mét. 4 hộ dân với 20 nhân khẩu và 5 hộ dân lân cận cũng bị đe dọa khi vết nứt ngày càng sụt lún thêm và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào khi xuất hiện mưa lớn dài ngày. Thì đối với trường mầm non, chúng ta không cho học sinh học được đến này và đi chuyển đến một vị trí khác an toàn hơn. Còn đối với các hộ dân thì xã chỉ đạo xã là phải thực hiện công tác thứ nhất là thông báo cho người dân biết cái mối nguy cơ và thứ hai là sẵn sàng di dời khi có mưa lớn. Hiện chính quyền địa phương đã cắm bạt cảnh báo, đồng thời dựng hàng rào chắn để ngăn đá rơi xuống. Vết nứt cũng được theo dõi thường xuyên nhằm có phương án xử lý kịp thời, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra khi có mưa lũ lớn. Một khách sạn ở phố biển Vũng Tàu dùng robot làm bồi bàn mang lại những trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách. Dùng người máy thay thế con người trong một số ngành nghề, nhất là ở các khách sạn nhà hàng, hiện là chuyện không còn hiếm gặp. Con robot có giá khoảng 200 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài. Với chức năng giao nhận, nó biết bưng bê đồ ăn thức uống, thu dọn chén dĩa tại nhà hàng, mang nước và khăn lạnh mời khách tại sảnh lễ tân. Ngôn ngữ chính nhà sản xuất mặc định là bằng tiếng Anh, nhưng quá trình làm việc, robot sẽ nói được nhiều thứ tiếng khác nhau tùy thuộc người dùng thu âm, cài đặt, với những câu cơ bản như xin chào, cảm ơn, chúc ngon miệng, xin lỗi. Robot trang bị hệ thống cảm biến từ để nhận diện đường đi, vật cản phía trước, phục vụ liên tiếp trong 13 giờ mà không cần nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ sạc pin tầm 3 tiếng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch Vũng Tàu hy vọng sẽ dần lấy lại sức hút mạnh mẽ của một điểm đến du lịch hàng đầu. Cuộc thi cày ruộng bằng máy cày độc đáo được tổ chức lần đầu tiên tại thị trấn Phong Nha, tỉnh Quảng Bình. Sự kiện thu hút 11 nông dân địa phương tham gia nhân kỷ niệm 94 năm nghề truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam. Tại hội thi, các nông dân đã sử dụng nhiều loại máy cày theo từng công suất máy mà trình diễn thi tài trên từng thửa ruộng có diện tích lớn nhỏ khác nhau. Đội nào cày hết diện tích ruộng nhanh nhất, lún cày đẹp, cày sâu sẽ giành chiến thắng. Hội thi cũng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự đoàn kết, hợp tác giữa các chủ máy để hỗ trợ nông dân sản xuất. Bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, cá trích từng đoàn kéo về vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để kiếm mồi. Ngư dân rộn ràng đưa thúng ra khơi để săn bắt mưu sinh. Để bắt cá trích, ngư dân thường đi biển vào lúc khoảng 3 giờ sáng. Vào thời điểm này thì biển êm, rọi đèn dễ dàng biết được chỗ có cá. Nếu trúng luồng cá, ngư dân sẽ thu về 500 kg cho đến 1 tấn cá trích cho một lần bủa lưới. Hiện 1 kg cá trích được thương lái thu mua dao động từ 15.000 đến 40.000 đồng một ký. Bà con ngư dân cho biết, đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, có nhiều chỗ nông sâu đã tạo ra môi trường sống lý tưởng cho cá trích. Tháng 9 âm lịch hàng năm, loài cá này thường về đây sinh sống. Giá bơ đã tăng vọt trong những tháng gần đây, đạt mức cao kỷ lục trên khắp châu Âu. Đây là tin không mấy tốt lành cho những nhà sản xuất bánh khi họ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, trong khi giá sô-cô-la và đường cũng đang ở mức cao. Dữ liệu mới nhất của Ủy ban châu Âu EC cho thấy sản phẩm bơ châu Âu giao dịch trên thị trường thế giới ở mức cao kỷ lục 8.706 đô la Mỹ một tấn vào thời điểm cuối tháng 9 vừa qua, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giá bơ tăng vọt là do nhu cầu bơ lớn, nguồn cung khan hiếm và các nhà chế biến sữa muốn đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm có lợi nhuận cao nhất như phô mai.
Ngoài ra, giá bơ tăng cũng do lo ngại về việc nguồn cung sữa sẽ tiếp tục giảm do dịch bệnh lây lan trong bò sữa tại Tây Âu, trong đó có bệnh lưỡi xanh và bệnh xuất huyết. Dự kiến doanh thu trên thị trường bơ toàn cầu sẽ đạt 42 tỷ đô la Mỹ vào năm nay, tăng hơn 8% so với năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng 7% một năm từ nay đến năm 2029. Tiếp theo trong chương trình, va chạm giữa xe khách 29 chỗ và một xe con tại Mũi Né khiến nhiều người trên xe khách phải nhập viện. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm giá ủ hóa chất kích thích tăng trưởng độc hại. Chuyển sang phần thông tin an ninh trật tự, trên đường đưa lượng lớn ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Trung tiêu thụ, Trần Bảo Quốc 47 tuổi đã bị công an Đà Nẵng bắt giữ, mang biệt danh bố già. Quốc được biết đến như một đối tượng cộm cán có nhiều tiền án tiền sự. Vụ bắt giữ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 10 trên quốc lộ 14B thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khi tổ công tác bất ngờ tiếp cận, Quốc không những không chấp hành mà còn tăng ga vượt lên. Tuy nhiên, tình huống đã được các chiến sĩ công an dự đoán từ trước nên họ đã nhanh chóng trấn áp, khống chế đối tượng. Tang vật thu giữ được tại chỗ gồm 1 kg ma túy loại ketamin, 1,2 kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại nước vui và một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, qua test nhanh, Quốc dương tính với ma túy. Đối tượng sau đó đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều qua đã xảy ra vụ va chạm giữa một xe khách 29 chỗ và một xe con trên đường ven biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hậu quả vụ va chạm khiến nhiều người trên xe khách phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 10 trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, khi xe khách lưu thông hướng Mũi Né Bào Trắng, chở theo nhiều thợ lặn, thuyền viên trở về sau chuyến đi biển. Sau va chạm, tài xế xe khách 29 chỗ tiếp tục tông vào vách tường đá của resort, rồi đánh lái, lao qua lề đường bên phía biển. Phương tiện chỉ dừng lại sau khi tông vào cục đèn đường. Người dân cùng những người trên xe đã đưa tài xế ra ngoài. 7 người trên xe khách cũng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Phan Thiết đang điều tra vụ tai nạn. Một quán cà phê nổi tiếng ở Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang nhận nhiều chỉ trích khi mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh nhân viên của quán ném ly nhựa xuống biển. Theo đó, trong ngày 14 tháng 10, trên mạng xã hội Facebook và TikTok có đăng tải một đoạn clip 16 giây ghi lại hình ảnh một nhân viên quán nước được cho là ở Mũi Né dọn dẹp bàn cho khách ngồi. Ngay sau đó, nhân viên này đã vứt những ly nước uống gồm cả muỗng, ống hút và nước thừa xuống biển ngay trước mặt những vị khách đang ngồi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết đã nhận được thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc. Sản xuất giá nhưng ủ hóa chất độc hại, hai chủ cơ sở tại Quảng Ngãi đã bị công an khởi tố vì vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đáng nói đây không phải là lần đầu các cơ sở này vi phạm. Đó là các bị can Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi và Đào Văn Lập, 35 tuổi. Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá của những người trên đều nằm tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Qua kiểm tra các mẫu giá, phát hiện hóa chất kích thích tăng trưởng. Thứ hóa chất này có thể gây ngộ độc cấp tính, tổn hại đến sức khỏe người dùng. Trước đó, đầu năm 2024, hai cơ sở này cũng từng bị phạt mỗi cơ sở 40 triệu đồng vì hành vi sử dụng chất, hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm và bị đình chỉ hoạt động sản xuất giá trong thời hạn 2 tháng. Tiếp theo trong chương trình, lễ hội thường niên tại Nigeria vinh danh những anh chị em song sinh. Liên hoan phim Lumiere, nơi tôn vinh di sản làng điện ảnh. Bình thường khi đi ngang qua Ibo-Ora, miền Tây Nam Nigeria, du khách có thể bị bất ngờ khi bắt gặp rất nhiều cặp sinh đôi địa phương ăn mặc phục sức hoàn toàn giống nhau. Và cuối tuần rồi họ còn có thể choáng ngợp hơn nữa khi nơi tự xem mình là thủ đô song sinh của thế giới tổ chức lễ hội thường niên vinh danh những anh chị em đặc biệt này. Ibo-Ora tôn vinh các cặp song sinh với kèn trống linh đình, cạnh các buổi biểu diễn tài năng hay thậm chí có cả thành viên hoàng gia ghé thăm. Văn hóa địa phương tôn kính các cặp song sinh và tên của họ được đặt cố định theo truyền thống bất kể giới tính. Con đầu sẽ mang tên Taiwo, nghĩa là người nếm thử thế giới, trong khi con thứ hai tên là Kehinde, người đến sau. Đây là lần đầu tiên tôi sinh đôi và điều đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Người ta tặng quà cho chúng tôi khi chúng tôi đi xe máy, một số tài xế cho chúng tôi đi nhờ.
Mỗi lần đi đâu đó, người ta tặng quà cho cặp song sinh. So với tỷ lệ sinh đôi trung bình toàn cầu khoảng 12 trên 1.000 ca sinh, Igbo Ora đạt đến gần 50. Nguyên nhân chưa được lý giải. Nhiều cư dân tin rằng do chế độ ăn uống, trong khi một số chuyên gia cho là có liên quan đến yếu tố di truyền hoặc thậm chí văn hóa khi các cặp sinh đôi lập gia đình với cặp sinh đôi khác và tăng cơ hội có con sinh đôi. Nhưng dù lý do là gì, ai ở thành phố này cũng đều đồng ý một chuyện, sinh đôi là món quà trời ban. Một trong những triển lãm ô tô lớn nhất châu Âu Paris Motor Show đã khai mạc vào ngày hôm qua tại thủ đô Paris, Pháp, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất ô tô hơn so với 2 năm trước. Tại sự kiện, hãng Renault ra mắt mẫu SUV điện nhỏ R4, một phiên bản hiện đại của mẫu Renault 4 nổi tiếng. Bên cạnh đó là chiếc Dacia Bigster mới, một phiên bản lớn hơn của mẫu SUV bán chạy nhất Duster. Volkswagen thì hé lộ mẫu SUV Tayron 7 chỗ có dạng mild hybrid hoặc hybrid cắm điện. Mẫu xe Tayron mới của Volkswagen là mẫu SUV lớn thứ hai của thương hiệu này tại châu Âu, sau Touareg. Nhà sản xuất ô tô Đức BMW giới thiệu một bộ sưu tập xe điện hoàn toàn mới, trong đó có dòng xe Neue Klasse, gồm một chiếc sedan và một chiếc SUV, được thiết kế cho kỷ nguyên mới của phương tiện di chuyển bằng điện. Góp mặt tại triển lãm còn có các thương hiệu lớn khác như Cadillac và Ford, mang tới các mẫu xe điện có kiểu dáng đẹp, nội thất cao cấp và sang trọng. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 10 năm nay. Ở Hiers, bên bờ biển Địa Trung Hải, nước Pháp, nhà thiết kế trẻ trình diễn những bộ sưu tập mới của họ trong khuôn khổ liên hoan Villa No Ice lần thứ 39 vào cuối tuần này. Đây là sự kiện được nhà sáng lập giới thiệu là cuộc thi thời trang lâu đời nhất thế giới. Cuộc thi chỉ dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp, tôn vinh các nghề thủ công, cũng như các ý tưởng thử nghiệm mang tinh thần tự do, khám phá cũng như tiên phong. Mỗi hạng mục có 10 người vào chung kết, đại diện cho những quốc tịch và tầm nhìn sáng tạo khác nhau. Từ những phụ kiện táo bạo sản xuất tại Pháp đến những đường nét đậm chất Nhật Bản, những ai vào đến vòng này đều mơ ước sẽ có ngày trở thành các biểu tượng của ngành thời trang. Đây là một liên quan cho sự tìm tòi. Các thí sinh mới bắt đầu sự nghiệp, nên chúng tôi không nói về chuyện kinh doanh. Người trong ngành nói sáng tạo là để bán, và sáng tạo đi ngược lại với khía cạnh thương mại. Tôi không muốn phản đối họ. Chúng tôi có thể có những điều rất sáng tạo, rất thương mại. Ngoài những buổi trình diễn thời trang ngoạn mục, còn có loạt sự kiện phong phú và hấp dẫn như triển lãm nhập giai, trưng bày độc quyền, hội thảo cũng như các buổi thảo luận. 11 giải thưởng danh giá được trao đã tạo bệ phóng quan trọng cho các nhà sáng tạo trẻ. Xăm lên mặt là điều được thực hành từ nhiều thế kỷ nay qua hàng thế hệ phụ nữ của bộ tộc Amazigh ở Maroc. Nhưng giống như nhiều nền văn hóa bản địa trên khắp thế giới, tập tục một thời cực kỳ phổ biến này đã phai nhạt dần theo năm tháng. Thời nhỏ, khi lớn lên trên những dãy núi Atlas, Hanumulu được gia đình đưa đi xăm lên cằm, những đường nét được truyền qua nhiều thế hệ bộ tộc. Chúng tôi dùng than để vẽ các hình lên mặt, sau đó một người phụ nữ dùng kim chích cho đến khi máu chảy ra. Vết thương được làm sạch hàng ngày bằng một loại thảo mộc xanh nhai nát cho đến khi hình xăm hình thành. Các hình xăm có thiết kế khác nhau giữa các bộ lạc, biểu thị gốc gác của người xăm, đồng thời cũng là hình thức làm đẹp và hộ mệnh. Tuy nhiên, những hình xăm trên mặt hiện gần như biến mất hoàn toàn. Có tư tưởng khẳng định rằng bất kỳ người phụ nữ nào xăm mình sẽ phải xuống địa ngục, một tuyên bố không có trong kinh Koran hay tôn giáo. Do vậy, chúng tôi khuyến khích phụ nữ Amazigh tự do thể hiện văn hóa và bản sắc của họ, coi trọng di sản và lịch sử của họ, chống lại giáo điều và đừng bị mắc kẹt trong những niềm tin không phù hợp. Các nhà làm văn hóa hiện đang khuyến khích thể hiện sự đa dạng và gìn giữ truyền thống. Liên hoan phim Lumière lần thứ 16 khai mạc cuối tuần rồi tại thành phố Lyon đã thu hút nhiều tên tuổi lớn làng điện ảnh Pháp cũng như quốc tế. Trái với nhiều liên hoan phim danh tiếng khác, đây là nơi tập trung vào việc tôn vinh các thước phim di sản của làng điện ảnh. Liên hoan phim Lumière không chiếu phim tranh giải, mà chủ yếu quảng bá các tác phẩm thuộc vào hàng di sản hoặc giới thiệu những tác phẩm mới. Trong vòng 9 ngày, sẽ có 157 tác phẩm được trình chiếu. Liên hoan mở đầu với một trích đoạn trong phim Le Projet Onduski để tưởng nhớ nhà làm phim diễn viên Michel Blanc. Ông vừa qua đời vào tuần trước. Trong khán phòng quy tụ 5.000 khán giả, đạo diễn người Mỹ Tim Burton trao giải Lumière đặc biệt để vinh danh đồng nghiệp quốc tịch Pháp Hy Lạp Costa Gabra cho những thành tựu trong sự nghiệp của ông. Thật là một hạnh phúc to lớn. Cảm ơn liên hoan phim của Lyon. Điều này sẽ được giữ trong tim tôi và cả trong tim gia đình tôi và của vợ tôi Michel, người đã bên tôi 60 năm nay.
Giải Lumière sẽ trao cho nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Pháp Isabelle Huppert vào thứ Sáu tới đây. Liên quan phim Lumière ra đời năm 2009 tại thành phố Lyon, nơi mà hai anh em nhà Lumière đã hoàn thiện chiếc máy đầu tiên để chiếu phim lên màn ảnh lớn vào thế kỷ 19. Lối sống phong bạc, ý chỉ những người có cách sống ảo, hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài sự xấu xí. Bên câu chuyện về lối sống lệch chuẩn này đã được lên màn ảnh rộng với tên gọi Cô Dâu Hào Môn. Thông qua đề tài Làm Dâu Hào Môn, phim khai thác câu chuyện môn đăng hộ đối, lối sống và quy tắc của giới thượng lưu dưới góc nhìn hài hước và châm biếm. Đây là một bộ phim hài, một cô gái muốn làm dâu hào môn và làm đủ mọi cách để được vào hào môn thôi, chứ không có một ngày nào để làm dâu hết, nên là cái phim này nó rất là hài, rất là vui và cái phần hào môn nó cũng không có quá nhiều. Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội thực lực như nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, Lê Giang, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, bên cạnh là những gương mặt trẻ đang từng ngày chứng tỏ năng lực của mình như Samuel An hay Nguyễn Ân. Nguyễn Ân có thể diễn được hài, diễn hài rất là tự nhiên và diễn bi cũng rất là chân thật. Nguyễn Ân đã làm rất tốt vai này. Ngay từ những ngày đầu anh Đảng luôn luôn rất là có niềm tin ở em, cho nên là cái việc mà em thể hiện ở trên phim trường nó rất là thoải mái. Nó được là em và em được trao đổi rất là nhiều với anh Đảng. Liệu cô gái Tú Lạc trong phim do Nguyễn Ân đóng có đạt được mục đích làm dâu hào môn hay không? Hay cô và cả gia đình của mình phải trả giá vì giả dối? Phim khởi chiếu tại rạp từ ngày 18 tháng 10. Chương trình 60 giây hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay, phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 18:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.